nhằm đào tạo cho đội ngũ nhân sự và cộng tác viên trong hệ thống phân phối về kỹ năng bán hàng, trang điểm và nói chuyện trước đám đông. Vừa qua, thương hiệu mỹ phẩm Queenie Skin đã tổ chức hội thảo phá bỏ giới hạn chinh phục thành công tại Bến Tre. Đây là sự kiện đầu tiên trong chuỗi dự án do nữ doanh nhân trẻ Nguyễn Tú Quyên, đồng thời là đơn vị khởi nghiệp của thương hiệu này triển khai. Dù mới có mặt trên thị trường cách đây hơn một năm, thương hiệu mỹ phẩm này đã phát triển được mạng lưới hệ thống với hơn 2.000 thành viên. Sản phẩm nhanh chóng được người tiêu dùng đón nhận nhờ chất lượng ổn định, đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp sẵn sàng hỗ trợ, giải đáp thắc mắc của khách hàng khi cần thiết. Đây được xem là thương hiệu mỹ phẩm cao cấp, áp dụng kỹ thuật sản xuất tiên tiến từ các nước có nền công nghiệp mỹ phẩm phát triển như Hàn Quốc, Pháp, Đức. Trong năm 2017, doanh nghiệp trẻ này đã vinh dự đón nhận nhiều giải thưởng như Top 100 thương hiệu mạnh đất Việt, Top 10 thương hiệu chất lượng, thương hiệu gắn kết hàng Việt.